Thưa quý vị, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở nước ta lại bùng phát mạnh. Bên cạnh thủ đoạn ngày càng tinh vi theo phương thức truyền thống, còn rất nhiều thủ đoạn của những đối tượng thông qua không gian mạng ngày càng chuyên nghiệp và manh động. Những hành vi găm hàng, tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ tính trong và sau Tết Nguyên đán 2024, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã kiểm tra kiểm soát 162 vụ, trong đó số vụ vi phạm là 142 vụ với tổng giá trị xử phạt trên 4 tỷ đồng. Vâng, và chúng ta có thể thấy rằng là cuộc chiến đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng chức năng nói chung và của ngành hải quan nói riêng chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều này cũng đặt ra trách nhiệm càng cao cho lực lượng chức năng chuyên trách và những người tiên phong trong cuộc chiến không tiếng súng với loại tội phạm này. Vâng, và trước thực trạng hiện nay tại Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, chi cục hải quan cửa khẩu bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn quản lý. Nổi lên trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa và hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, nông sản và thực phẩm đông lạnh. Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Lào Cai đã xử lý 24 vụ vi phạm pháp luật hải quan. Trước tình hình trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng tâm, trọng điểm, tập trung lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa nhập khẩu, xuất nhập cảnh, sử dụng hiệu quả các loại máy móc, công cụ hỗ trợ, đồng thời nắm vững địa bàn, tuyến đường các tổ chức cá nhân thường xuyên có hoạt động qua lại cửa khẩu để kiểm soát chặt chẽ. Đảm bảo phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cái trường hợp vi phạm, tăng cường công tác giám sát để giải quyết thủ tục hải quan cho đúng đối tượng là cư dân biên giới, để tránh các cái trường hợp lợi dụng cư dân biên giới để mang hàng, các loại hàng hóa không được thuộc danh mục của Bộ Công Thương vào Việt Nam. Chỉ tính riêng địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát đã có hàng chục km biên giới đường bộ. Đây là lợi thế cho các hoạt động buôn lậu theo phương thức chia nhỏ hàng hóa qua biên giới, phần nào gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Trước thực trạng đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tiếp tục là thực hiện ngay các cái kế hoạch từ đầu năm của Tổng cục Hải quan và của các ngành chức năng chỉ đạo để chúng tôi quán triệt cho anh em là nắm bắt ngay vào công việc để tiếp tục quản lý tốt địa bàn, để nó đảm bảo quản lý địa bàn để không xảy ra những cái tình trạng điểm nóng hoặc là những cái tình trạng buôn lậu. Lào Cai xác định thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình các tuyến địa bàn, mặt hàng trọng điểm, trọng tâm, hàng cấm, hàng có giá trị lớn, hàng quá cảnh, hàng nhập cảnh trái xuất. Đây sẽ là những giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương để đảm bảo cho việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp gian lận thương mại ở biên giới tỉnh Lào Cai, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tố giác tội phạm buôn lậu, các hành vi kinh doanh trái pháp luật. Thưa quý vị, đường về nhà ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị đến một điểm du lịch rất hấp dẫn tại tỉnh Bình Thuận, được mệnh danh là Viên Ngọc nằm giữa biển với không khí trong lành, nước biển xanh mát và thiên nhiên hoang sơ. Không biết là với những gợi ý vừa rồi của tôi cũng như là với hình ảnh quý vị cũng như là chị Hoa đang nhìn thấy trên màn hình lúc này thì không biết là chị Hoa có đoán được ra đây là địa điểm nào hay không ạ? Vâng, tất nhiên là tôi sẽ đoán được rồi, vì chắc chắn đây là đảo Phú Quý đúng không ạ? Và tôi thì cũng đã có dịp là đi du lịch tại hòn đảo này khoảng từ 3 cho đến 4 năm trước. Và quả thực là đây là một điểm đến không thể bỏ qua khi mà đi du lịch tại Bình Thuận. Điều mà tôi thích nhất khi mà đến đây đó là được dạo bước trên cát trắng mịn và khám phá cuộc sống chân thực của người dân địa phương, cũng như là tham quan các điểm đến độc đáo ở nơi đây như là đỉnh Cao Cát hay là Hải Đăng Phú Quý. Vâng, và với sự chuyển mình rất mạnh mẽ, du lịch đảo Phú Quý cũng đang dần định vị được vị thế trên bản đồ du lịch của cả nước. Du khách đến đây bên cạnh được tham quan trải nghiệm ngắm phong cảnh nên thơ hữu tình hay là thưởng thức hải sản tươi ngon như là chị Quỳnh Hoa vừa mới chia sẻ, thì sẽ còn được thỏa sức với các loại hình thể thao dưới nước hấp dẫn mang nét đặc trưng riêng có của biển đảo như là chèo súp, lặn biển. Điều này càng thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, qua đó giúp người dân tại đảo Phú Quý ngày càng phát triển kinh tế từ loại hình du lịch này. Chiều cuối tuần trên bãi biển thơ mộng ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận,
Một nhóm du khách đang hào hứng chuẩn bị tham gia chơi môn thể thao chèo súp dưới sự hướng dẫn của các nhân viên đến từ một đơn vị làm du lịch chuyên nghiệp ở đây. Sau 15 phút chuẩn bị, mỗi du khách sẽ được lên chiếc thuyền súp và thỏa sức phiêu lưu trên biển. Tiết trời mùa này ở bãi biển Ngũ Phụng rất êm, thuận lợi cho các môn thể thao dưới nước. Chèo súp hình thành và phát triển ở đảo Phú Quý khoảng đầu năm 2022. Đến nay, môn thể thao này đã trở thành một trong những loại hình giải trí cực kỳ hấp dẫn, mang lại cảm giác phấn khích cho du khách. Tham gia môn thể thao này, du khách sẽ được đắm mình trên sông nước và khám phá dưới lòng đại dương bao la với hệ sinh thái phong phú. Em đến từ Bảo Lộc, miền núi. Lần đầu tiên em chèo súp ở biển, rất là vui và được lặn ngắm san hô rất là đẹp. Ồ, hoạt động hôm nay thật là thú vị. Mọi người cần phải rèn luyện hai cánh tay chắc khỏe để chơi môn này, mà cũng nên biết bơi để chèo cho thật yên tâm. Là người đầu tiên đưa môn thể thao chèo súp về với đảo Phú Quý, anh Đào Duy Khang cho biết chèo súp thật sự đã góp phần thu hút du khách đến với đảo Phú Quý ngày càng đông. Khi đến đây, ít đoàn khách nào bỏ qua môn thể thao mang nét đặc trưng của biển đảo. Du lịch phát triển đã mang lại việc làm ổn định cho số lượng lớn lao động trẻ nhàn rỗi ở địa phương. Khi mà em là một người dân địa phương, em cảm thấy em đang làm du lịch mà cảm thấy khi du khách đến với Phú Quý không chỉ là tham quan ngắm cảnh, không chỉ là ăn hải sản, thì em sẽ suy nghĩ và đem những cái mô hình, những trải nghiệm mới, những tour mới về biển cả để mà có du khách những trải nghiệm mới, những trải nghiệm thật sự thu hút khách để khách có thể lưu trú ở trên đảo nhiều hơn. Khi mà đảo nó phát triển về bên mảng du lịch thì tụi em thấy cái nghề biển nó bấp bênh quá, nó thu nhập không có được cao. Thì bên du lịch này thì nói chung là nó thu nhập ổn định hơn. Thì tụi em có chuyển qua làm mảng du lịch này, bồ đi biển và bồ làm du lịch để phát triển thêm cho thu nhập của gia đình. Đảo Phú Quý hiện chưa có nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đầu tư loại hình chèo súp có giấy phép hoạt động. Ngành chức năng ở đây khuyến khích các đơn vị làm du lịch phát triển môn thể thao này. Song song với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Vấn đề chèo súp thì chúng tôi cũng đã triển khai cho đăng ký. Đối với cái điểm du lịch thì chúng tôi cho đăng ký và cho cái khu vực để kiểm tra và giám sát cái việc bà con đưa cái du khách đến chèo súp và lặn biển ở tại Phú Quý. Tỉnh Bình Thuận xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đầy tiềm năng của địa phương. Tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để đảo Phú Quý phát triển mạnh về dịch vụ du lịch. Để đạt được mục tiêu đề ra, các sản phẩm du lịch tại đảo cần được quy hoạch đa dạng, khai thác hiệu quả thế mạnh về thiên nhiên. Bên cạnh đó, huyện Phú Quý cũng cần mạnh dạn đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao du lịch để từng bước nâng tầm ngành công nghiệp không khói ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Vâng thưa quý vị, với những bạn trẻ hay là những ai đam mê các môn thể thao dưới nước thì trải nghiệm chèo súp chắc chắn sẽ là một gợi ý thú vị cho chúng ta khi du lịch đảo Phú Quý phải không ạ? Và cũng xin bật mí thêm từ quý vị khán giả là nếu có dự định du lịch tại đây, đó là thời điểm lý tưởng để khám phá đảo Phú Quý là từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Trong khoảng thời gian này, thời tiết đảo Phú Quý thường ấm áp và khá ôn hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá và tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp của đảo. Vâng, và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.